nó cũng có cái hay, nhưng có cái nữa là khi xuống triển khai nó mất thêm thời gian nữa, có lại nhân công nhân là rảnh thì lúc đó công nhân mình chưa bàn tới, khi nào mà đúng cái chưa mẫu đó rồi cái này mình chưa bắt tay vào, cái này đang còn là bước đi đàm phán hợp đồng. Dạ đúng rồi. Và thật sự cái bước hàng mẫu này coi như là mình đặt đi, mình tức là mình rút gọn, mình ngầm hiểu là đã về làm xong. Vì thông thường hàng mẫu thì nó không phải là tất cả người làm, nó chỉ có 2-3 người làm. Đó, chất lượng đó chị. Rồi, coi nha, cái này là về số lượng mẫu. Dạ. Chúng ta chống lại 40 đô đó nha. Dạ, đúng xong, cái này mà đi. Rồi, bố sẽ đi chung với giám sát. Thời gian. Ở đây chúng ta đi với giám sát. Ký duyệt rồi ha, coi như số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng và tiền. Tiền. Bây giờ phải là từ giám sát xong thì làm thanh toán được. Ai sẽ tư vấn cho em? Rồi, rồi. Rồi, ba ông đó đi ký hợp đồng luôn, là lại chốt mẫu. Ba ông đi ký hợp đồng luôn hả? Ba ông đi ký hợp đồng để mà chốt lại cái mẫu đó là ok, tôi đã chấp nhận cái mẫu này. Làm mẫu thì sẽ có một cái buổi chốt mẫu đó là buổi ký hợp đồng. Chép lại đặt hàng có đúng không? Ký hợp đồng với khách hàng. Làm mẫu xong rồi gặp khách hàng. Ok thì QC bắt đầu rồi. Rồi, ký hợp đồng với khách hàng xong rồi boss với ba ông này triển khai nhau. Ông boss ông ngồi vào việc vai ông giám sát và ông QC này. Ừ. Thì bây giờ ông boss lại bây giờ mình sẽ giao nhiệm vụ cho cái ông giám sát này này. Giám sát nguyên một cái hệ thống sản xuất, cái quy trình sản xuất sao cho hiệu quả. Bây giờ mới đặt xuống đơn hàng, sau rồi bo nguyên liệu gì đó, sản xuất là mẫu mã tiếp theo. Thì ba cái này xong giám sát QC mới ra quy trình. Xong rồi lúc làm mẫu, xong rồi kiểm tra số lượng đúng không? Kiểm tra kho như kiểu mẫu xong chúng ta đi tiếp vào mẫu là do ai làm? Em nói sai, không nhất là mẫu sơ này. Gút gọn chính thôi, những cái giai đoạn chính thôi, cái nào nó chính thôi. Ví dụ như giả sử là em nói cái chính quen các quen mọi người tự bước vào mặt coi như là chốt luôn đi, các quy trình chuẩn đó. Và chốt được với quy trình chỉnh hiệu quả nhất. Cái giám sát cộng QC này là mới có hai người này xây dựng quy trình boss chưa duyệt nha. Đúng rồi, duyệt coi như bây giờ là thật coi như một cộng vào cùng duyệt luôn đi. Rồi bây giờ em đang thêm cái đuôi đây là duyệt luôn đi. Rồi, không bây giờ phải bao ra quy trình trước mới duyệt. Giờ sẵn đây ra quy trình luôn. Ừ, ra quy trình luôn. Rồi, chưa ra mà anh. Ra quy trình luôn. Tùy theo cái sản phẩm. Ví dụ sản phẩm đó mình không, ý là các công đoạn khác nhau. Ví dụ như trong đó có 3 màu thôi, yêu cầu 3 màu thôi thì mình đâu cần gốc đỏ. Rồi thì nó tùy theo cái sản phẩm đó ra quy trình. Đúng không? Đó. Mẫu tốc hành nha các em. Chúng ta thời gian cái chuyện này cái mẫu phải rất nhanh. Cái trước giờ anh có đặt bên đơn vị nào chưa? Có, bên kia làm tệ quá. À, cụ thể là màu sắc hay là về cái gì mà anh không hài lòng? Không không xe. Để cái này cho cái mẫu mã không hài lòng. Trước thì thấy mẫu mã không hài lòng. Cho không xe. Anh có thể nói rõ hơn cái đỏ. Một cái đỏ hay. Ví dụ có một số chi tiết nó bị tệt màu, nó là không nổi bật cái nhân phẩm mình yêu cầu. Cụ thể cái tệt màu đó là cái nào nó bị tệt màu? Ví dụ như cái màu trắng mà nó tệt với cái nền. Thì bây giờ qua trong phòng này. Một phút là một cái. Còn nếu mà muốn là trong 7 phút mà được 10 cái thì cho mình cái dung size như vậy đấy. Tràn lề ra khoảng 10%. Nếu bạn tôi không đồng ý, tôi chỉ đồng ý vậy thì cái đơn hàng này là tối đa 8 phút là tôi cần. 8 phút tôi cần với 10 cái, nếu anh chị không đáp ứng được thì tôi không làm. 8 phút 10 cái. Chính xác 100%. Trong 100% thì tiêu chuẩn nó phải là 1 phút. Tiêu chuẩn phải là 1 phút. Anh chị có thể thêm nhân công nữa làm. Tôi có thể thêm một chút chi phí. Cái này nhân công nếu phải đi chung với máy móc. Không đủ máy móc này. Cái dự án là tôi đang sắp sẵn. Cái nhà này nó có hàng máy rồi sắp sẵn. Qua đường đường không khách hàng không tính lắm. Ok, đầu tiên chúng ta. Alo, xin chào anh Mai Huy. Rồi. Xin chào anh Huy, bây giờ là 7 giờ sáng. Hôm nay có cuộc hẹn vào 9 giờ. 9 giờ chúng ta sẽ có cuộc hẹn để đàm phán để duyệt cái mẫu xe ha. Rồi. Ok, hẹn anh ở khách sạn Novo Hotel 9 giờ ha. Ok, rồi gặp nhau. Rồi, xin chào anh. Anh này là bộ phận không? Em bộ phận giám sát anh. Giám sát. Rồi. Ok. Bạn này sẽ giám sát quá trình vận hành nên anh có thể nói cho bạn này hiểu. Và đây là cái mẫu yêu cầu của anh.
công ty chúng tôi đã ra cái sản phẩm mẫu. Rồi nói chung là về ổn, nhưng mà mình muốn cái mũi nhọn ra bằng dán một cái vòng ở đây thì tạo ra cái nhọn ra, còn đít thì nó bằng. Tôi bây giờ muốn thêm một cái vòng này nữa. Cái này là màu gì được anh? Cũng màu gì, màu vàng luôn. Màu vàng hết không? Để lúc sản xuất nó lưu ý ha. Tức là dán cái vòng tròn đây thì cái mũi tức cắt nó nhọn liền. Ok. Cái này tức nó bằng cái này là đúng theo cái yêu cầu nãy mình yêu cầu. Như vậy là mình dán phía trước thôi, phía sau không cần dán. Không không. Nếu vậy dán cái này nữa nó sẽ thành ra gì nhọn đuôi. Okay, tức là cái đuôi là bằng mà cái đầu thì nhỏ. Okay, dán ở đây nữa là ừ, em rồi cho thêm một chi tiết sơn một cái màu vàng. Rồi giờ bây giờ cho sơn luôn cái luôn đi. Sơn luôn cái luôn giống như vậy đó. Sơn luôn đi. Tức là mình đi có thể mình đi sai luôn cho người ta coi luôn. Rồi phải về sửa nó. Nên máy phối cảnh chứ. Rồi dán vô cái đi cho mất lên máy. Nên máy phối cảnh cho nhiều. Nếu vậy thì bây giờ mình làm màu. Bây giờ mình lên màu mẫu cho thêm cái màu vàng. Mẫu liền chứ, mới có bước đầu à. Lên màu mới có bước đầu gặp cái rồi đẹp bán thôi. Rồi, dung sai đây hơn nữa. Dung sai 3% trong sản xuất là dung sai chuẩn. Tiêu chuẩn là lỗi cái là 10% thì có sản xuất là quá. Và nó nhìn nó sẽ rất là trên lệch với cái mẫu. Nhưng mà dung sai 3% thì dung sai chuẩn trong tất cứ. Bây giờ tôi có cái mẫu như vậy và tôi còn anh chị đúng cái dung tích này. Đây đây là cái dung tích đúng tôi. Nếu mà nhà cái có bóng các viền màu đen đều được che khuất. Đúng chính xác, không được ló màu đen đó. Dung đúng như nào? À, đây bao phủ hết cái này màu đen đúng không? Đúng. Gì? Bỏ đơn hàng này đi. nhưng mà đây nè, cái vòng tròn này không có bỏ chi phí nhiều bởi vì khách hàng khó chứ khó nhiều khi phải sếp đang đói, sếp đang đói. Dừng lại thôi hả? Đơn hàng một bị lỗ rồi. Sai thì chắc chắn sếp đang đói rồi, ráng cố gắng để cho sếp. Tôi thấy là anh gì đâu sẽ chắc công nhân chết luôn chứ. Nhưng mà nó không thấy màu đen là ok rồi đúng không? Rồi bây giờ bạn có cái mẫu cho mình chọn. Tôi không có mẫu. Bây giờ mình làm không có mẫu thì bắt đầu mình có làm hàng mẫu.